Điện Kremlin thừa nhận phương Tây đã cởi trói cho Ukraine tấn công sâu vào Nga. Kính thưa quý vị, nhà ngoại giao cấp cao của Moscow tin rằng phương Tây đã cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trả lời TASS bên lề hội nghị thượng đỉnh truyền thông Paris lần thứ 7 rằng Nga biết phương Tây đã đưa ra quyết định cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ông Ryabkov cho rằng phương Tây đã truyền tín hiệu về việc này tới Kiev, nhưng không nêu bằng chứng cụ thể. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rất rõ ràng về chủ đề này. Chúng tôi biết rằng các quyết định tương ứng đã được đưa ra cách đây một thời gian và những tín hiệu như thế này đã được truyền đến Kiev. Nhà ngoại giao cấp cao cho biết, ông cảnh báo nếu Ukraine bắn vũ khí của phương Tây vào sâu lãnh thổ Nga, phản ứng của Moscow sẽ rất quyết liệt. Có một yếu tố rủi ro nghiêm trọng ở đây bởi vì những đối thủ ở Washington, London và những nơi khác rõ ràng đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của trò chơi mà họ đang tiếp tục. Ông Ryabkov cho biết, trước đó, ông Putin tuyên bố rằng Ukraine không có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu không có sự giúp đỡ của phương Tây, vì họ cần thông tin tình báo từ vệ tinh và các nhiệm vụ bay trinh sát để tập kích. Nhà lãnh đạo Nga cũng cáo buộc rằng các nước NATO không chỉ thảo luận về khả năng Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây, mà về cơ bản là quyết định xem có nên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine hay không. Ông chỉ ra rằng Moscow sẽ đưa ra quyết định dựa trên các mối đe dọa sẽ phát sinh đối với Liên bang Nga. Hồi đầu tháng, Nga cảnh báo Mỹ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu Ukraine bắn vũ khí tầm xa cho phương Tây viện trợ vào lãnh thổ Nga. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cảnh báo ý tưởng của Washington về việc để châu Âu chống lại Nga thông qua cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không thành hiện thực. Mỹ sẽ không thể ngồi ngoài cuộc nếu tình hình hiện tại leo thang thành một cuộc xung đột toàn cầu. Moscow gọi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga. Cáo buộc Washington coi binh sĩ Ukraine như bia đỡ đạn. Ông tuyên bố, bất chấp phương Tây viện trợ bao nhiêu vũ khí cho Ukraine, Nga sẽ đạt được mục tiêu đề ra trong cuộc chiến ở Ukraine. Lực lượng tấn công đường không Ukraine nghiền nát đơn vị Nga ở Kursk trong trận chiến khốc liệt. Người Nga đã triển khai 14 phương tiện quân sự để tấn công các vị trí của lực lượng đổ bộ đường không Ukraine ở Kursk Oblast của Nga vào hôm 13 tháng 9. Các binh sĩ Ukraine đã đánh bại họ trong một trận chiến kéo dài nhiều giờ. Lực lượng đổ bộ Ukraine cho biết người Nga đã sử dụng 2 xe tăng, 11 xe chiến đấu bộ binh đổ bộ IFV và 1 xe bọc thép vận chuyển quân APC thuộc đơn vị của lực lượng đổ bộ Nga. Cuộc tấn công vào các vị trí phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine đã thất bại. Các lính dù Nga đã chứng minh trong một trận chiến khốc liệt kéo dài vài giờ rằng họ giỏi hơn trong lĩnh vực quân sự và đã nắm vững khoa học chiến thắng với kết quả xuất sắc. Thông báo của phía Ukraine cho biết, cuối cùng, 5 xe chiến đấu bộ binh đổ bộ, 1 xe tăng của đối phương và 1 xe bọc thép vận chuyển quân và hàng chục lính Nga đã bị tiêu diệt. Những quân nhân Nga còn lại đã phải rút lui. Cùng ngày, lực lượng Ukraine đã tiến công vào khu vực Leskovo thuộc vùng Kursk của Nga, theo quan sát của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW. Những hình ảnh được định vị địa lý công bố vào ngày 13 tháng 9 cho thấy lực lượng Ukraine gần đây đã tiến về phía nam Veseloye, nằm về phía tây nam của Kleskovo và cách biên giới quốc tế khoảng 3 km. Các nguồn tin của Nga báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã phát động các cuộc tấn công về phía tây nam của Kleskovo gần Novipet, Veseloye và Mevzhye ở phía đông Veseloye. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận việc Nga mở cuộc phản công lớn ở Kursk, nhưng ông khẳng định lực lượng Ukraine vẫn đứng vững. Nỗi ám ảnh về tên lửa tầm xa buộc Putin phải công khai thừa nhận Crimea là Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đe dọa phương Tây về tên lửa tầm xa đã vô tình thừa nhận rằng ông không coi Crimea là của Nga. Ông chủ điện Kremlin đã vô tình công nhận Crimea là của Ukraine. Chuyên gia quân sự Nga Yan Mafiev đã thu hút sự chú ý đến điều này. Ông nói, khi được hỏi về các cuộc tấn công bằng vũ khí tầm xa trên lãnh thổ Nga, ông Putin nói rằng điều này có nghĩa là các nước NATO sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến. Nhưng có một sắc thái là Ukraine đã hơn một lần sử dụng vũ khí tầm xa của các nước NATO trên lãnh thổ mà Putin và chính phủ của ông chính thức coi là của Nga. Cụ thể là đối với các đối tượng ở Crimea bị sáp nhập và các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine, Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhia.
chính xác là các tên lửa Storm Shadow và ATAC-MS đang được thảo luận hiện nay đã được sử dụng. Ukraine đang cố gắng xin phép sử dụng chúng để chống lại các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ hợp pháp của Nga, chẳng hạn như ở khu vực Kursk hoặc Belgorod. Chuyên gia Nga nói tiếp, trên thực tế, Putin một lần nữa nhấn mạnh rằng các lãnh thổ Ukraine chiếm được ở Kursk thậm chí không phải là của Nga đối với ông. Trong bối cảnh đó, những lời đe dọa của ông gần giống với các bài viết của Dmitry Medvedev. Còn nhớ khi ông Putin tới Trung Quốc, Mỹ đã gửi tên lửa ATAC-MS tới Ukraine. Đã có rất nhiều cuộc trò chuyện, rất nhiều sự phẫn nộ từ Putin. Nhưng cuối cùng, mọi thứ vẫn như cũ, không có làn ranh đỏ nào cả. Tôi đã nói nhiều lần, Hoa Kỳ và các nước NATO khác sẽ chỉ tăng cường khả năng quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine, không thể quay đầu lại. Chính xác hơn là chấm dứt chiến tranh, để lại miền đất lạ. Nhưng tất nhiên, Putin không hài lòng với cái kết này. Ông ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi chứng kiến chiến tranh diễn ra ở vùng Kursk. Máy bay Nga ném bom các làng Kursk và tên lửa của NATO tấn công các sân bay Nga để những km vuông tiếp theo của các khu vực Donetsk sẽ biến thành sa mạc. Dưới lá cờ Nga, chuyên gia nhấn mạnh. Ukraine đánh nhiều hướng cùng lúc, chọc thủng tuyến phòng thủ chính của Nga, tiến thêm nhiều km vào khu vực mới ở vùng Kursk. Quân đội Ukraine đã đột phá thành công qua tuyến phòng thủ của Nga ở một khu vực biên giới khác tại vùng Kursk, tiến sâu vào lãnh thổ Nga vài km. Đơn vị UAV Corner của Ukraine đã báo cáo điều này. Đồng thời, như nhà phân tích David Kaiser của Fox nhận định, cuộc xâm nhập bất ngờ này thành công hơn nhiều so với dữ liệu ban đầu cho thấy. Ban đầu, người ta cho rằng, mặc dù lực lượng vũ trang Ukraine đã phá vỡ được hàng phòng thủ biên giới của Nga, họ đã gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ hơn của Nga ở một khoảng cách ngắn từ điểm đột phá. Vào những ngày đầu của chiến dịch Kursk, Điện Kremlin cho biết quân đội của họ đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine với sự hỗ trợ của không quân và hỏa lực pháo binh. Đơn vị UAV Corner, đơn vị hỗ trợ chiến dịch đột phá, đã bác bỏ tuyên bố của Điện Kremlin và chỉ trích các phương tiện truyền thông đưa tin về đột phá này vào ngày thứ Sáu. Các phóng viên trích dẫn tuyên bố của Điện Kremlin là những người phụ nữ cuồng loạn, thiếu thông tin hoặc được trả tiền cho những người tuyên truyền ủng hộ Nga. Nhóm này cho biết, để chứng minh cho bước đột phá thành công, nhóm này đã đăng một đoạn video dài cho thấy cảnh một đoàn xe bọc thép của Ukraine đi qua lỗ hổng và tiến về phía thành phố Veseluye, nằm ở phía sau lực lượng vũ trang Nga. Theo ghi nhận của nhà phân tích Fox, có vẻ như lực lượng vũ trang Ukraine đã thâm nhập sâu tới tận vùng ngoại ô phía nam của Veseluye. Họ đã tiến vào một địa điểm mới nằm về phía tây nam của Kleskovo và cách biên giới quốc tế khoảng 3 km. Một nhóm lính nghĩa vụ Nga lên tới vài nghìn người đang có nguy cơ bị bao vây tại đây. Nhóm Kerner cho biết thêm. Người ta vẫn chưa biết hoạt động này sẽ thay đổi động lực của cuộc chiến như thế nào. Như Fox lưu ý, trong trường hợp tốt nhất đối với Ukraine, một cuộc tấn công xuyên biên giới mới có thể đánh lạc hướng quân đội Nga khỏi một cuộc phản công xa hơn về phía đông. Trong trường hợp xấu nhất đối với Ukraine, tuyên bố của Điện Kremlin sẽ chứng minh là chính xác và việc Ukraine chiếm thêm làng Veseluye ở Kursk, mặc dù ban đầu thành công, đã vạch trần lời nói dối của Điện Kremlin về cuộc phản công đẩy lùi quân Ukraine ở Kursk. Tổng thống Zelensky bất ngờ tiết lộ về cuộc trò chuyện với ông Trump. Ông ấy khác hẳn với suy nghĩ của nhiều người. Trong cuộc điện đàm hồi tháng 7, ông Trump nói với Tổng thống Zelensky rằng sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ Ukraine nếu tái đắc cử. Theo Kiev Independent, trong ngày 14 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hé lộ một số thông tin về cuộc điện đàm với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cách đây 2 tháng. Ông Trump biết rõ những khó khăn của một cuộc xung đột. Ông ấy tỏ ra vô cùng thấu hiểu, nói rằng sẽ làm mọi thứ trong khả năng để hỗ trợ Ukraine nếu tái đắc cử. Ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với CNN. Khi được hỏi về những tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột trong vòng 24 giờ của ông Trump, Tổng thống Zelensky cho rằng có sự khác biệt lớn giữa chính sách thực tế và khẩu hiệu bầu cử. Tôi không hiểu rõ lắm những tuyên bố kiểu này, nhưng theo quan điểm của tôi, khẩu hiệu bầu cử chỉ là khẩu hiệu. Đôi khi chúng không thực tế, nhưng vẫn làm nhiều người lo lắng. Ông Zelensky cho biết, theo dự kiến, ông Zelensky sẽ tới Mỹ vào cuối tháng 9 để trình bày về kế hoạch chiến thắng của Ukraine với Tổng thống Joe Biden. Ông Biden sau đó cần trình bày lại kế hoạch này với Quốc hội Mỹ trước khi được công bố rộng rãi trước công chúng. Tôi cũng sẽ chia sẻ kế hoạch này với Phó Tổng thống Harris và ông Trump trước thêm cuộc bầu cử vào tháng 11.
Đây là điều đúng đắn và công bằng, ông Zelensky nói thêm. Tại cuộc tranh luận trên đài ABC News với bà Harris, ông Trump đã không trả lời trực tiếp về việc liệu ông có muốn Ukraine chiến thắng trong cuộc xung đột hay không. Cựu tổng thống nhấn mạnh rằng ông muốn chấm dứt xung đột để tránh thêm thương vong và vì lợi ích của nước Mỹ. Trong ngày 12 tháng 9, Thượng nghị sĩ J.D. Vance, phó tướng của ông Trump, nói rằng kế hoạch chấm dứt xung đột của cựu tổng thống Mỹ có thể bao gồm việc thiết lập một khu phi quân sự giữa Nga và Ukraine. Ukraine triển khai UAV ném bom không người lái Black Widow mới. Máy bay này có thể hoạt động cả ngày lẫn đêm, phục vụ cho các nhiệm vụ tấn công và trinh sát. Được thiết kế linh hoạt với giá thành rẻ, Black Widow có thể sử dụng như thiết bị bay không người lái cảm tử, giúp Ukraine giành ưu thế trên chiến trường. Ukraine mới đây đã công bố triển khai thiết bị bay không người lái UAV mới có tên Black Widow, quá phụ đen. Trong bối cảnh, cuộc chiến UAV giữa Kiev và Moscow ngày càng căng thẳng. Black Widow được Bộ Quốc phòng Ukraine mô tả là một UAV 4 cánh quạt có thể tái sử dụng, có khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm và được thiết kế để phục vụ cho các nhiệm vụ tấn công cũng như trinh sát. Sự xuất hiện của Black Widow hứa hẹn sẽ là một bước tiến quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm rưỡi tại Ukraine. Black Widow không chỉ là một UAV chiến thuật mà còn có thể hoạt động như một UAV khả năng tấn công cảm tử. Điều này cho phép nó tiếp cận mục tiêu và phát nổ khi cần thiết. Mikhail Fedorov, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi số của Ukraine, nhấn mạnh vai trò của các UAV cảm tử trong cuộc chiến, cho rằng chúng không chỉ linh hoạt mà còn hiệu quả hơn cả pháo binh trong nhiều tình huống. Với giá thành rẻ, Black Widow có thể trở thành một công cụ hữu hiệu giúp Ukraine nhắm vào các tài sản của Nga mà không cần dùng đến các vũ khí đắt tiền hơn. Cuộc chiến UAV giữa Ukraine và Nga đã trở thành một phần quan trọng trong xung đột. Cả hai bên không ngừng tìm cách phát triển các chiến lược chống UAV và giành ưu thế trên chiến trường. Sự xuất hiện của Black Widow không chỉ đánh dấu sự tiến bộ trong công nghệ quân sự của Ukraine, mà còn cho thấy Kiev đang nhanh chóng thích nghi với chiến tranh hiện đại. Đặc biệt, xu hướng UAV đa chức năng có thể thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công đang ngày càng phổ biến. Trong thời gian gần đây, Ukraine đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong việc phát triển các loại UAV mới. Một trong số đó là UAV rồng, được mô tả là mối đe dọa thực sự đối với các vị trí của quân Nga. Điều này cho thấy rằng chiến tranh công nghệ đang trở thành một phần không thể thiếu trong xung đột hiện tại. Ngoài ra, Ukraine cũng thường xuyên triển khai các UAV tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga. Phía Nga cho biết đã chặn được hàng trăm UAV của Ukraine mỗi tuần. Trong đó, có nhiều UAV nhắm vào các khu vực biên giới như Bryansk và Moscow. Những diễn biến này càng làm nổi bật vai trò ngày càng quan trọng của máy bay không người lái trong xung đột Nga-Ukraine. Việc triển khai Black Widow xuất hiện trong bối cảnh Ukraine đặt mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất máy bay không người lái trong nước với tham vọng chế tạo ít nhất 1 triệu máy bay vào năm 2024. Sự gia tăng sản xuất này phản ánh chiến lược của Ukraine trong việc tự lực về công nghệ quân sự và tận dụng tiềm năng của UAV để cân bằng cán cân lực lượng trước sự áp đảo về quân số và vũ khí của Nga.